Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 29 tháng 8, trung bộ kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, chỉ còn một vài nơi nắng nóng 35 độ C, trong khi bắc bộ bắt đầu bước vào mùa thu, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 26 độ. Theo dự báo thời tiết ngày 29 tháng 8, thời tiết nhiều khu vực có sự thay đổi, trung bộ kết thúc nắng nóng diện rộng, bắc bộ bắt đầu tiết trời thu. Người dân có thể cảm nhận rõ nhất tiết trời mùa thu vào đêm và sáng sớm. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C. Ban ngày nắng vàng xuất hiện, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng, hơi nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Phần lớn các thành phố nhiệt độ giao động ở mức 30 đến 33 độ C. Chỉ những nơi ở phía tây như thành phố Sơn La, Điện Biên, thời tiết dịu mát không qua 28 độ C. Dự báo thời tiết cụ thể một số vùng trên cả nước ngày 29 tháng 8 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 29 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Chiều tối và đêm cục bộ có mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi trên 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.